Không, chúng cháu làm từ thiện à. Dạ. Không biết bà làm công việc này lâu chưa ạ? Tao nói đúng rồi, mình trung tâm khô quá bà. Dạ, tại vì tụi con sinh viên cũng không có được nhiều bao nhiêu, không có tấm lòng thôi. Dạ, còn ít thì nhiều thì tụi con san sẻ, tụi con có thì con sẽ giúp ích cho bà. Thì bà nhận lấy của bà này thì ngày 8 tháng 3 thì bà cũng mạnh khỏe. Các kéo bà vui vẻ này cũng là cảm ơn. Dạ. Quay phim bà á. Dạ. Dạ cho con xin bà với tụi con tấm hình nha bà. Cảm ơn cháu ơi. Cảm ơn con. Cố ôm được trong con. Ai vô bán kiếm. À thôi đừng có khóc, có gì đâu, con cháu nó thấy cô khổ rồi nó. Bà được không bà? Dạ. Thôi cho con gửi cô lít tiền. Cảm ơn cháu. Dạ. 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 Quý ông đó, quý hai quý này. Đây đây. Dạ. Mấy cháu như cháu quại trong đầu bà cũng cố bây giờ nữa cũng cố rồi. Cháu trong đầu bà thành cảm ơn cháu. Dạ. Dạ. Rồi. Thì cũng như ông bà mình có câu là nó lành rồi mới. Dạ. Có câu gì đó. Nó lành rồi mới. Vậy anh con vui vẻ à cháu cháu. Dạ, dạ, bà giữ gìn sức khỏe rồi ăn bánh đồ cho nó khỏe nha bà. Thôi tụi con xin phép đi. Thôi mấy cháu cũng cố thớ của dư bà ra đi vậy cũng có lương phạt mấy cháu ăn phép đồng đâu bà. Dạ. Tự thiện thì cũng tự thiện, cũng cảm ơn các dạ, cháu. Dạ. Cái này thì cháu cũng đi vận động nhiều người, động mọi người dạ, giúp đỡ thôi. Có những hoàn cảnh khó khăn cực kỳ. Thay ba treo dậy, thay lo cho bạn được hơi được mưa thì ngọt ở cái thác đó 3 triệu bạc. Dạ. Nó cũng ra trường á, anh thành đồng mấy cháu nhỏ tuổi à, cho bạn cho nậu tên nó, hỏi con cho bạn như vậy nên đồng thác 3 triệu đúng anh vậy. Không mấy cháu đi thôi. Dạ, con xin. Không mấy cháu đi thôi. Dạ, dạ. Thưa bà, chị cháu đi vậy. Dạ. Dạy ăn con. Thích. Đi. Chín mấy bà đi ra chín cháu hỏi bà kìa 25 và nay là 93 rồi. Dạ. Bạn này không chắc con cho bà nửa ổ nè, quay đi vô dẫn ông dẫn tám mấy coi chứ làm tám ba quá nặng nè. Cảm ơn chú, sức khỏe. Cảm ơn bà. Đó quay đi. Dạ. Nhóm con cũng nhóm con à anh yên xích qua quay đi con anh yên á. Dạ nhóm con à bên sinh viên. Dạ. Đó là sinh viên mà cố gắng lòng nhiều. Dạ. Dạ thì cảm ơn đi bà. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Bà có nói được đâu, không có gì đâu.
Dạ, cũng có con quỹ lòng nhiều. Cảm ơn. Ngày 8 tháng 3 thì tụi con anh em tụi con thì góp mỗi đứa một ít. Làm bữa cho bà. Dạ thì làm tìm kiếm những người mà khó khăn thì tụi con hỗ trợ. Còn bà nữa, buổi sáng sinh mà chăm sóc nhà mình này mà đâu biết nhà bà đâu. Tụi con hỗ trợ cho mỗi người một ít thôi để lấy lòng sinh. Thôi dạ, tụi con là sinh viên thì mỗi ít lòng vậy thôi à. Dạ. Bà nói gì đi bà. À, cô ơi cho con hỏi ở nhà này bà. Cái bà đó cũng có tuổi bà này mà ở đâu á, sáng nó ngồi ngoài đây bà xin ăn. Sáng là cô tụi con đi là thấy à, nhưng mà bây giờ cô thật sự cô không biết nhà. Cô cũng đi làm công quả ở chùa Ngọc Đức. Dạ. Nhưng mà thật là sự là trong xóm nhà cô, bà đó là sáng bắt ngồi ngoài góc đầu đường này nè, bà xin ăn. Bà như thế nào cô có thể à, thì cũng như là bà cũng có con cháu mà, nhưng mà thật ra là con cháu nó đi làm hết ở nhà, nhiều khi bà cũng cô đơn. Bữa tôi đưa bánh mì chú này đem về cho bà ăn, rồi cũng có hỗ trợ cơm, nhưng mà bà khổ lắm. Đó. Có một bà nữa, có một bà cô nữa ở cũng trong dưới đây. Dạ. Nhưng mà hình như ngay chỗ nhà ông Cường phải không? Đúng rồi, con bà chạy bà gắt đạp. Mà thì bà này sáng là ngồi quầy góc đầu đường nè xin ăn, tội lắm, không có đủ ăn. Chứ vô cô... cho cô cứ cho con cái địa chỉ để con tới con. Để cô để phải, bây giờ cô đứng đây đi, con đứng đây cô, để cô đi một vòng cô quay lại. Mệt đi mà vô nghỉ đi. Dạ. Thì vô nghỉ. Vô nghỉ đi. Dạ. Giờ dưới 3 tuổi rồi đó. Dạ. Dạ bà cứ vô nghỉ ngơi. Thôi vô nghỉ đi. Ở lại vô. Nghỉ nha bà. Dạ. Để lại vô. Dạ. Mình quay cái này là mình giới thiệu mọi người tới cái hộ ủng hộ chỗ này. Rồi. Rồi bà. Cháu khỏe. Dạ. Rồi. Đỡ bà. Dạ. Sao không sao bà ơi. Con chào bà. Dạ, vô đi con. Dạ, đó sinh viên ra trường nó quay phim rồi. Quay đi. Tại nhân dịp ngày 8 tháng 3 mình lãi rồi đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ anh làm gì vậy? Làm nghề đại sư tất tiền. Đại sư nghề. Thôi bà ngồi đi, bà ngồi chụp ảnh đi, không sao rồi. Thì các cháu là nhóm sinh viên đi kêu gọi mọi người ủng hộ những người già, nói chung là có hoàn cảnh khó khăn hả? Thì nhưng ngày 8 tháng 3 chúng cháu mời mọi người nguyên rớp rồi ủng hộ những nhân là 6 đứa anh đi không à. Rồi cảm ơn con. Bà ở lại chúc bà một sức khỏe tốt nha. Bà gặp đâu gặp ta. Dạ. Ba lại. Dạ. Bây giờ chúng nó quá. Chúng nó thế đi. Tự qua bên thầy của cháu cũng có danh sách vàng. Dạ dạ. Cái thời gian bà cũng đã có danh sách vàng. Lắm. Đây bàn tay ra đó chỗ rồi. Bà biết tôi nghĩ được danh sách gì. Thì em mà cũng thực chất thì ở cũng ở Bình Định. Thì những cái bạn này là khắp nơi ở Vũng Tàu ạ. Cháu ở Vũng ở Bình Định ạ. Cháu ở Hạ Nước Đá Hiệp Hòa ạ cô. À vậy ạ. Vậy quá rồi, cảm ơn hai rồi. Trời. Bà ở lại khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha bà. Rồi con đi. Rồi ạ. Dạ. Em đi nhé. Chúng cháu thì như ngày tháng ba chúng cháu cũng có chút là mọn rửa cho những người có hoàn cảnh khó khăn em mong giúp cô và anh có là
thì để đó cho em. Cho bà nha. Dạ, để cho em nha, không có cho chị bánh á. Giống như thì như nói chung thì thường người ta nhìn bề ngoài. Đúng. Nói chung thì tụi cháu lúc ban đầu thì cũng nhìn bề ngoài, nhưng mà cháu gặp bà thì cháu sẽ thay đổi lại ý định. Trao đổi ý định của bà như thế nào? Tại vì cháu thấy bà thường ngày ở chợ rồi. Đúng rồi, hay. Vậy là con tìm đúng bà rồi. Nói chung thì ở Bình Định này cháu khi mà cháu thấy những người, cháu còn thấy một bác nữa. Như là đi bơm bị tật chân nhưng mà bơm cái xe, nhưng cháu không biết là... Không, cô không phải, nhưng mà cô nói những người gì cô phải làm. À, cái bác bị cái xe, cái gì. À, rồi đó, chúng cháu mới... Là cái chị hồi nãy đó. Dạ, chúng cháu mới gửi rồi. Mới vừa gửi rồi. Mấy cái tay mới chị chụt chụt, nhiều khi nó cũng có người họ đang cho bánh 5kg hoài. Thấy chưa? Chị xếp cho nghèo ăn. Bà thấy tôi nói có sai không? Không, tôi tìm đúng người không à. Bây giờ, thôi giờ tới đây chị cảm ơn mấy em cháu đi. Rồi em đi nữa nha. Em còn người nữa thôi à. À, thôi. Giúp chị mạnh khỏe nha. Đi nha. Bà lâu được. Bây giờ nó nhập hàng nó sẽ tới mai được không? Dạ. Bắt. Bắt. Con nói chị đi. Vâng, con gửi cô ít đồ để thì cô giúp tụi con tìm hoàn cảnh khó khăn. Rồi, cảm ơn con. Con may mắn nha. Với lại đây là phần quà cháu gửi cô là bao nhiêu ngày 8 tháng 3. Rồi, cảm ơn con. Rồi, ba tạ, cảm ơn con nha. Rồi, con đi kiếm. Rồi, chúc con gặp may mắn nha. 8 tháng 3, chúc cô dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn con. Chúc cô càng ngày càng đẹp nha con. Tôi chồng cô đi theo vợ bé rồi. Rồi, sao con chúc hay quá vậy? Cô phải đẹp con chồng cô để cho. Ông hại nhỏ vô tù rồi, bây giờ cô phải đi làm cơ công quả để nuôi nó. Sư phụ nhiều khi hỗ trợ 10 ký gạo thôi cũng nhanh như. Sao tụi con có gặp gì con có cần lấy số điện thoại cô không? Dạ, cũng có. Ok, rồi cảm ơn con, bye bye, tụi con chúc con gặp cho. À, cô tên Liên. À, cô pháp danh của con là vừa cô á, là vừa khác nữa nha. Bye bye. Chúc mừng tụi con nè, thành công trong sự gì của tụi con muốn gì được đó nha. Nè sáng bà ở đây với đứa cháu gái. Dạ. Cháu gái. Yeah.
học vô rồi nhờ các bạn mạnh của học viên của mình còn ngày Mỹ để hiện tại chúng tôi có một cách khó khăn mới được này không có đi tìm được một cách chẳng lẽ ai để bạn ở đây thì tụi con với bạn không có duyên á thì tâm và này mọi đứa mua ủng hộ người ta.